Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là số đặc biệt dành cho những quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Con có mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức, nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình hoa mùa giờ đó cô. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiện về giữa đêm, anh cô chạy đến bên mà sao xa mãi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên em chào anh Linh, em chào chị Vân. Chào em. Toàn thể khán giả đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Em là Ngô Hồng Đức, hôm nay 24 tuổi, nghề nghiệp là bộ đội. Hiện tại em đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Em đến đây mình đây tìm người yêu đúng không? Dạ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân coi nào. Dạ, trước hết thì cho con xin phép được chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào người bạn ở bên kia. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thúy Duy, năm nay con 25 tuổi và con đến từ vùng đất Kiên Giang ạ. Và hiện tại thì con đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của con là biên tập viên trong một tạp chí ạ. Mà tại sao Thúy lại thích có chồng là bộ đội? Thật ra thì trước đây thì mơ ước của con được thi vào trong quân đội cô ạ. Tuy nhiên thì có một cái khiếm khuyết về chiều cao thì nên là con không có thể tham gia thi được. Và con muốn tìm một người nữa còn lại của mình là thực hiện ước mơ cho mình ạ. Với hai nữa là quân đội thì mình cảm thấy các anh rất là kiểu như là rất là chững chạc và chín chắn, có thể cảm giác được mình được bảo vệ á cô. Bây giờ Đức giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Về cái ưu điểm của em thì làm được những công việc như nội trợ đó nha. Nội trợ nấu nướng ha. Dạ, nấu ăn thì em không có nấu được, nhưng mà giặt giũ chén bát nhà cửa lo được. Mấy của em thì hay rụt rè, như hiện tại trên đây là rụt rè. Dạ, gặp đối phương thì em nhét. Có hút thuốc hay là có rượu bia gì không Đức? Em không có rượu bia, hút thuốc thì lúc trước em có hút mà giờ bỏ rồi. Bên đàn gái cho chúng tôi biết ưu khuyết điểm chút xíu đi nè. Ưu điểm của con là một người khá là hoạt bát, vui vẻ. Và cái hai nữa là con là người có tính tự lập khá là cao. Và con rất là thích tạo động lực cho người khác. Mỗi khi mà người khác vui á, thì mình cũng có động lực và mình cũng có niềm vui ạ. Còn một trong những cái khuyết điểm lớn nhất của con đó có lẽ là con mù đường ạ. Thật ra thì khi đi đường mà con mà không bật Google Maps là kiểu gì con cũng không định vị được cái phương hướng để mình đi ạ. Cái điểm yếu thứ hai có lẽ là hơi khó tính một xíu ạ. Thiên về hơi một cái hướng đó là truyền thống và sống trong môi trường hiện đại thì con vẫn là hòa nhập với môi trường hiện đại. Tuy nhiên thì truyền thống thì vẫn tôn kính gia đình nè. Vẫn là lễ phép kính trên nhường dưới thì điều đó là con vô cùng quan trọng ạ. Rồi dạ. Trời, cái đó là quá hay luôn đó. Dạ. Vậy thì là sẵn đây là con nói luôn về cái tình sử của mình đi, con có mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức, nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình hoa mười giờ đó cô. À vậy hả, sớm nở tối tàn á hả? Dạ đúng rồi ạ, chỉ là mối tình thời cấp 3. Say nắng đồ này kia dạ, nọ. Dạ đúng ạ. Đó, nhà trai ơi nghe chưa? Cô gái bên đây coi như là chưa yêu đó. Chưa có mối tình nào hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Mối đầu tiên thì hồi cấp 3. Mối tình thứ hai em thì cũng được 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là em đi học ở xa. Em học ở đâu? Em học tại Nha Trang, mới ở Tây Ninh. Vậy là yêu xa đó, bây giờ Đức yêu vẫn xa. Ở Tây Ninh. Bây giờ nó cũng xa đó. Con quan niệm như thế nào? Con có cảm giác là mình có thể chấp nhận được yêu xa không? Có chịu đựng được không? Trong tình yêu con không có quan trọng đó là khoảng cách. Tại vì khoảng cách và cái thời gian nó chưa quyết định được gì. Nếu như mà hai người thật sự thấu hiểu cho nhau, đồng cảm và chia sẻ cho nhau những khó khăn thì đó là cái điều quan trọng nhất để giữ cái tình yêu lâu dài. Con hình dung
cái người yêu của con phải như thế nào? Con cũng không có quá đề cao về ngoại hình đâu cô ạ. À, chỉ cần cao trên 1m65 là được ạ. Dạ, dạ. Cao 1m65 hả? Dạ. Anh này hơn 1m65 nữa. Thân hình hơi ốm ốm một xíu chú ạ. Ốm ốm chút xíu hả? Này cũng không được ốm lắm. Nói chung là tròn tròn chút xíu. Dạ, tròn tròn thì dễ thương. Nhẹ nhàng thôi, không có mập đâu. Sao nữa nè? Dạ. Con thì không có thích cái kiểu mà theo cái mốt hiện đại bây giờ là kiểu mà tóc mà cứ highlight highlight xong rồi cắt tỉa sọc sọc ngang ngang á. Yên tâm quân đội là mấy cái đó khó. Dạ, gương mặt ưa nhìn là được. Con không thích điều gì ở đàn ông? Cái điều mà con không thích nhất đó là vô tâm, với hai nữa đó là sự lừa dối. Và đặc biệt là nếu như mà người đàn ông có một sở thích đó là tứ độ tường thì chắc có lẽ là con rất là thôi, sợ điều đó. Vô tâm mà lừa dối tứ độ tường đó thôi mà. Dạ. Bó tay rồi. Để tôi qua tôi hỏi đồng chí Đức. Đây, đồng chí Đức là hot boy đó. Nhưng mà đồng chí Đức nãy giờ nghe bạn bên đây nói là thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó. Ví dụ như cao trên 1m65 nè, là mình cao nhiêu? Dạ em cao 1m72. Rồi, có tứ độ tường không? Sao mà tứ độ tường? Dạ hỏi chi câu này? Không, mình khẳng định liền không. Cần gì hỏi? Để cho bạn từ đầu rồi. Không? Không. Rồi, bạn có vô tâm không? Làm gì có. Không, không có. Có mạnh mẽ không? Dạ, cái này chưa biết. Có mạnh mẽ là mình phải ăn to nói lớn lên cho bạn gái bên đây tin tưởng. Rồi, bây giờ hỏi Đức mẹ, giờ Đức thích cái người con gái bên đây phải như thế nào? Mà bạn gái không cần phải đẹp quá, đơn giản, cao từ 1m60 trở lên. Có luôn. Không cần mập hay ốm. Vừa vừa người đúng dạ, không? Dạ vừa vừa người. Có luôn. Quan tâm cho người xung quanh đúng xung không? Quanh. Có luôn. Rồi có phải về làm dâu không? Dạ tất nhiên là có vậy. Làm dâu Tây Ninh ha, về Tây Ninh làm dâu ha. Hỏi cô gái kia có thể làm dâu được không? Dạ, nếu mà sống chung với ba mẹ thì càng vui. Vui đó hả? Dạ. Làm dâu ba mẹ, làm dâu quân đội. Dạ. Dạ. Thôi, hôm nay đi, là... Mình đi với ai? À dạ, thưa cô thì hôm nay con đi với một người bạn thân của con ạ. Rồi, chào bạn rồi. Thân. Xin chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và các khán giả trường quay ạ. Em là bạn của chị Duy. Nghe chị Vi có vẻ như là lanh lẹ đúng không ạ? Nhưng thật ra là có những lúc rất là yếu lòng thì cái vẻ, cái sự quan tâm của anh đây sẽ bù trừ được cho chị Duy rồi. Và chị cũng rất là thích những cái mẫu đàn ông có thể san sẻ việc nhà đấy ạ. Thì anh đây lúc nãy mới vừa nói xong là sẽ biết giúp đỡ việc nhà đúng không ạ? Thì em hy vọng là sẽ giữ lời hứa nếu như hai người đến với nhau ạ. À, chị em mình có nói với nhau đấy ạ. Thì là Duy thì cứ nhanh cho cơ hội đi ạ. Em đã có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Chưa hả? Dạ. Vậy làm mấy số sau lên đây ngồi nha. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Rồi, em đi với ai? Dạ em đi với Dượng của em. À Dượng. Đồng dạ, nghiệp Dượng. Cơ quan à. Bây giờ cho Dượng phát biểu trước đi xong rồi mời thủ trưởng. Thủ trưởng nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị có mặt ở đây. Mình là Dượng của em Đức. Dượng là anh em cột chèo với ba. Dạ dạ dạ. Đức thì ở nhà thì rất là hiền. Nhà thì có hai anh em. Mà em thì cách nhau chắc cũng hơn 10 tuổi. Còn ba mẹ Đức thì rất là dễ. Dượng năm thấy thì được rồi đó. Mong rằng ba mẹ con sẽ có được một cô con dâu miền Tây. Dạ cảm ơn Dượng. Thấy được ha. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào hai MC Huyền Linh và Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay và khán giả xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, là thủ trưởng của đồng chí Đức. Thì qua cái quá trình mà công tác chung với đồng chí Đức thì thấy là đồng chí Đức là nhiệt tình, năng nổ. Nhưng mà cái nhược điểm thì chúng ta nó thấy đồng chí là hơi rụt rè nhút nhát, cụ thể trước đám đông mà đặc biệt hơn là phụ nữ. Bù lại là đồng chí này khi mà được giao nhiệm vụ gì thì làm cũng rất là chu toàn, là có trách nhiệm. Hy vọng rằng hai bạn sẽ báo tin vui cho đơn vị sớm nhất. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình nói nha. Bây giờ mình mở rào ha. Rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Chào em. Thủ tục đầu tiên. Quà đi nữa nè. Trái tim mang hình viên đạn. Khi nào mà mở rào ra mà hai cặp mà nối là mình biết là có tín hiệu rồi đó. Mua quà này. À dạ em cảm ơn anh ạ.
Ở đây thì em cũng có một món quà tặng anh. Thì đây là đặc sản của quê em. Thì tặng anh một chút vị mặn của Kiên Giang nha. Và cái thứ hai nữa thì em tặng cho anh một cây bút. Em là biên tập viên thì chuyên viết về rất là nhiều. Tuy nhiên thì muốn anh là luôn mang theo bên mình, đặc biệt là note lại những cái gì mà anh sẽ quên. Cảm ơn em. Dạ. Ừ, Đức ơi, Đức nói cho bạn biết sao mà Đức tặng đồng hồ vậy? Dạ, cái này món quà của em làm thì đây là nó là hai cái trái tim lớn nhất, nó đầy đặn nhất thì em dành cho bạn, còn nửa trái tim còn lại thì của cả hai. Đó nha. Yeah. Lần đầu tiên anh gặp em dễ thương hơn anh tưởng tượng. Dạ. Em cảm ơn anh. Còn cái cảm nhận đầu tiên của em khi mà được mở rào ra thì thật sự là nhìn anh rất là chín chắn. Cái thứ hai nữa là nó toát lên một cái gì đó, sự chân thành. Mình rất là trân quý về cái điều này. Anh có thể cho em hỏi một xíu câu hỏi không ạ? Nói lớn lên coi. Em cứ hỏi. Dạ, theo anh cái điều quan trọng nhất trong tình yêu nếu mà chúng ta đến vực với nhau đó là gì ạ? Theo anh cái điều mà quan trọng nhất khi mình đến với nhau thì cả hai đều hiểu nhau, chia sẻ, quan tâm, vui buồn cho nhau. Dạ. Dạ, như thế là đủ rồi ạ. Anh thấy em là một cô gái khả ái, biết chia sẻ, biết quan tâm. Đức mong gì? Đức mong cổ làm sao? Anh mong em là sẽ ở bên cạnh anh. Dạ. Thôi. Không vậy, trời ơi. Còn bài hát muốn dành tặng cho em. Ây dạ. Ngày hôm nay. Dạ, dạ, em sẵn sàng. Đứng lên. Dạ. Tiến về quay hát rồi nghe. Nắm tay hát rồi. Đúng rồi, đó, thoải mái lên. Mình nhìn quay lên nào. Nắm tay rồi hát rồi coi. Mình giao luôn. Xin được hát tặng em bài Hình Bóng Của Mây. Nữ đứng lên luôn. Đó, dạ. Cho bạn có khí phách coi. Nếu hạnh phúc có trên trần gian. Không. Hai đứa quay mặt nhau đứng giống chọc cờ quá. Đó, nhìn mặt nhau mà hát cho nó. Thì hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương. Từng giây phút em đêm chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi. Nếu không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui, cùng nỗi nhớ ghép lại những lạc đầu, mất một bóng hình. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy. Ngày hôm nay nhìn đôi mắt nâu bận chợt gặp nụ cười gương vui, muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiền về giữa đêm, anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi. Lại giờ cao đôi cánh tay mà không sao giữ lại, chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Trời ơi, yeah, quá dữ luôn. Hay quá à. Dạ, quá dữ. Anh hát hay quá. Rồi, dạ. Đáp lại liền, em gái. Nhưng mà anh hát hay quá thì con sẽ hò một cái điệu hò ở miền Tây thôi ạ. Hò thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội. Hò chứ mấy sông cũng lội, mấy đèo em cũng qua. Hay. Trời ơi. Dạ. Hò cũng hay mà. Dạ, em cảm ơn anh. Bấm nút được rồi đó Linh. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng.
Đấy. Nào, trời tay Linh nhau. Ơi. Linh Vân nghe hai tiếng cạch cạch mình nó Vân thiệt cái muốn hòa vỡ luôn á, thực sự mà nói luôn. Hai nửa trái tim nó đang hòa là quyện với nhau ha. Rồi, bây giờ là đến màn hồi hộp nhất. Đức sẽ đặt nụ hôn đầu tiên lên má của người con gái của mình. Vén tóc nhẹ nhàng. Tăng 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 tăng. Bên má mẹ đó, má nào cũng được. Vén tóc nhẹ nhàng lên má. Để tự trẻ nó làm đi Vân. Mà nó đang rối, nên mình phải chỉ. Không, ở má. Ở má mọi người ơi, ở má chứ không phải là ở trán. Ở trán là giống như là anh hung em hoặc là cha hung con vậy đó. Còn đây là ở má. Rất là cưng, nhẹ quá nhàng thưa quý vị. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể tới đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Đây là quà kỷ niệm của hai đứa. Và chương trình xin chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video call cho nhau thông qua ứng dụng Mucha. Thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Nha. Rồi, hãy nắm tay nhau thật chặt, đưa nhau đi đến những nơi nào mà các bạn thích. Nào. Dạ. Đưa về Tây Ninh luôn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy gặp gỡ ngay cặp đôi thứ nhì để xem họ có bấm nút chọn nhau hay không. Xin mời. Cũng có thương người ta nhưng mà người ta không thương mình. Tại vì người ta nói mình về chiều cao nó không được cao. Hay là giờ người ta khó quá, người ta nói là hơi nhỏ con. Em quen ai người ta cũng cứ chờ chờ không. Mà em thì ngày càng lớn tuổi cứ chờ. Em cũng chờ đến bao giờ. Bây giờ em muốn lập gia đình đúng không? Dạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, xin mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái biết. Lời đầu tiên thì xin chào anh Quyền Linh, trời. Chị Hồng Vân, cùng em. Các bạn trong khán phòng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bùi Văn Quang. Hiện nay đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Chức vụ của em thì hiện tại giờ là thợ sửa chữa vũ khí bộ binh. Chức ở quân hàm thì đại úy. Em năm nay thì 43 tuổi ạ. Rồi bây giờ bên nhà gái mình dõng dạc lên mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Em xin tự giới thiệu. Em là Nguyễn Ngọc Hà. Nghề nghiệp của em là kế toán. Em sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Em 45 tuổi. 45 tuổi. Kế toán đang làm việc ở Tây Ninh, tên là Hà. Hà Khoan Khoan. Khoan Khoan. Như vậy là bạn bên kia nhỏ hơn bạn, bên này 2 tuổi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Khoan nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho đàn gái nghe. Mình nói lớn lên là Khoan nói đúng như rồi. Ngoài, ở ngoài quân trường vậy đó. Về cái ưu điểm của tôi thì lập trường luôn vững vàng và luôn cầu tiến. Trong công việc thì luôn siêng năng chịu khó. Với gia đình thì luôn luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Có điểm yếu nào không Khoan? Dạ có. Bây giờ thì cũng báo cáo với anh Quỳnh Linh với quý vị thì ngồi ngay tại đây thì cũng đã biết yếu rồi. Cái gì thì cái, nói gì thì nói. Về cái hậu phương nó rất là quan trọng. Một người phụ nữ và người ta ở phía sau mình là người ta sẽ giúp đỡ được cho mình, để cho mình làm tốt được cái nhiệm vụ của người chiến sĩ. Thì đấy là một cái điểm yếu ở đằng sau. Người ta nói nôm na như dân gian, người ta thường nói là nhất vợ nhì dời á. Khó. Cái gì cũng có, phải là có người phụ nữ để mà chăm sóc cái hạnh phúc của mình, lo lắng và quan tâm, chia sẻ với mình, đồng hành với mình để giữ gìn cái hạnh phúc mà lâu dài nhất. Rồi nhà gái, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chăm chỉ, biết lắng nghe. Còn điểm của em là nấu ăn không được ngon lắm. Rồi vậy thôi đó hả? Còn khuyết điểm gì nữa không? Hay nóng tính. Nói hoài mà người ta không nghe thì mình nóng tính. Nóng dạ. Mà la hét sùm đập đồ. Dạ không đập đồ. Tại vì đập đồ nó thiệt hại. Không bao giờ đập đồ. Đúng rồi, kế toán mà em. Dạ. Một món đồ bao nhiêu tiền là mình biết hết đúng không? Dạ. Rồi em có tin người không? Rất dễ tin người. Tin người là tin về lời nói thôi. Chứ là
Tiền bạc thì không tin được. Đường tình duyên sao em gái? Dạ, đường tình duyên thì thương, cũng có thương người ta nhưng mà người ta không thương mình, tại vì người ta nói mình về chiều cao nó không được cao, hay là giờ người ta khó quá. Mình khó quá hả? Dạ. Nhưng mà ý là em có thương mấy người rồi? Có thương hai người, ta nói là hơi nhỏ con. Ừ, cả hai người luôn, đó là lý do chia tay nhau. Với lại người ta nói mình, người ta không vừa lòng mình, cái điểm gì mình cũng không biết. Có thể là người ta nói mình hơi cứng rắn, làm cái nghề kế toán là hơi cứng rắn, cứng rắn khô khan đó đúng không? Vậy là cái người mà cái mối tình mà gần đây nhất là em chia tay bao lâu rồi? Dạ, em chia tay cũng mấy tháng, tại vì người ta nói là em quen ai ta cũng cứ chờ chờ không, mà em thì ngày càng lớn tuổi cứ chờ, em cũng biết chờ đến bao giờ. Bây giờ em muốn lập gia đình đúng không? Dạ. Tức là lý do chia tay là coi như là người ta cứ lập lờ người ta không có muốn mình á, người ta không muốn cưới mình, hay là người ta. Ủa, nhưng mà quen bao lâu mà mới chia tay mấy tháng rồi em gái? Quen 2-3 năm rồi anh, tại vì mình cứ chờ người ta hoài, mà chờ hoài không được thì rồi em gái. Dạ, em quen hai người thì người nào cũng kêu em chờ hết á. Quen 2 tháng bây giờ em lên đi tìm người yêu luôn? Không, em đăng ký từ cái lúc mà quen người ta là em đăng ký từ năm 2017. Trời ơi, 3 năm rồi. Em chờ qua ai luôn, người ta cũng không cưới em. Thì em mới chạy xuống chương trình này mấy lần rồi. À, vậy tôi nghiệp em có gì không? Em quen ai cũng kêu em chờ hết á. Tội nghiệp không? Nay đừng có nói em chờ nữa nha. Nhưng mà hai mối tình kia là em yêu sâu đậm chưa? Dạ, thì mình thấy mình lớn tuổi rồi, mình cũng lập gia đình, cũng thấy người ta, mình muốn lập gia đình cho nó ấy, tại vì lúc mà còn trẻ thì ráng làm việc, rồi bây giờ lớn tuổi mình giật mình lại là mình muốn lập gia đình thì mình giờ thực sự là cô ấy muốn có gia đình để gọi là yên bề gia thất đúng không? Dạ. Đường tình duyên cũng trắc trở, đường tình duyên của chú bộ đội này có trắc trở không? Dạ không ạ. Không hả? Có mấy mối tình rồi? Dạ, chỉ có một, em chỉ có một mối tình, một với mối tình. Người vợ quá cố của em thôi ạ. Thì cũng báo cáo với anh thì em là cái người có gia đình, vợ em thì là cô giáo. Như vợ mất lâu chưa? Dạ, vợ em mất 2017 ạ. Rồi đồng chí có mấy cháu? Dạ, em hai bây giờ hiện tại là hai cháu. Cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn hôm nay là 17 tuổi, đang học lớp 11 ngay trường. Cháu nhỏ? Cháu nhỏ hôm nay là 11 tuổi. Là ở với ai? Bây giờ hiện nay là đang ở với em ạ. À, ở với em. Vâng. Là em đang ở Tây Ninh luôn. Vâng. Là Tây Ninh em ở với ai nữa? Em ở Tây Ninh thì em chỉ ở một mình với hai con ạ. Nhưng mà một con thì bây giờ đang học ở thành phố. Gà trống nuôi con. Em có nghe tình trạng của bạn này không? Sao suy nghĩ sao nè? Có bị ngại cái chuyện là anh đã có hai con chưa? Có con ngại không? Có con thì cũng không sao, nhưng mà em sợ là cũng như là những đứa bé đó còn nhỏ đó thì cần cái sự chăm sóc của cha nhiều hơn đó, thì người đó nó không quan tâm tới em. Cái vấn đề là do mình hết. Các cháu nó đã có ba rồi nhưng nó thiếu mẹ. Thành ra nếu mà em hay á là em là mẹ của tụi nó luôn đó. Thực sự mà cái điều đó là do mình hết. Hiểu chị không? Anh này á là bây giờ anh đi tìm vợ, trong khi em á, hai người kia cứ kêu em chờ hoài, trong khi em lại đang đi tìm chồng, đúng không? Dạ. Yeah. Chị nói cái này là ông Tơ bà Nguyệt rồi. Nói nghiêm túc luôn ha. Thôi bây giờ vậy đi, mình hỏi đi với ai đi, để hồi cho các bạn gặp mặt nhau rồi tự các bạn sẽ nhận được tín hiệu của nhau ha. Em đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng và các đồng chí của em ạ. Xin chào hai MC anh Huyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào hai anh chị. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, phó chủ nhiệm phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy sư tỉnh Tây Ninh, thủ trưởng trực tiếp của đồng chí Khoan. Nói về đồng chí Khoan, công tác trong quân ngũ cũng khá lâu mà đồng chí đã tự mình vươn lên. Gia đình đồng chí ở ngoài Thái Bình lắm, nhưng mà một thân vô đây lập nghiệp. Về công việc thì đồng chí cũng rất là tận tâm. Ngoài cái nhiệm vụ chính được giao, đồng chí còn có nhiều cái tài lẻ nữa. Mong muốn là đồng chí có một cái người bạn gọi là đồng hành chia sẻ trong những cái khoảng đoạn đường còn lại. Chị bên đây thì theo cảm nhận của tôi thì thấy chị cũng hiền, chất phác. Và được cái lợi thế là chị cũng công tác ở tỉnh Tây Ninh. Nên thành ra là cũng mong muốn là hai anh chị
sớm là có một cái điều gì đó nó vui báo tin đến chúng tôi và cũng như tất cả các đồng đội ở nhà. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn tổ trưởng. Em đi với ai vậy? Em đi với gì em? Xin chào hai MC Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ, chào dì. Thì tôi là dì của Ngọc Hà. Dạ. Thì tôi nhận xét cháu tôi như thế này. Từ hồi nhỏ thì tuổi trẻ thì nó chỉ biết là thích đi làm ăn, lo làm ăn, rồi kiếm tiền, mà nó không nghĩ tới cái tương lai. Rồi bây giờ thấy nó lớn tuổi thì gia đình cũng đốc thúc nó đi lập gia đình để có một chỗ nương tựa. Xin lỗi kêu bằng cháu nha. Thầy cháu Khoan bên đây. Tôi nhận xét chú thì cũng trong cái môi trường của bộ đội thì cũng nghiêm túc, chân thật. Vì cũng nói như thế này, nếu mà con chia sẻ con thương con chồng thì con chồng cũng thương lại con. Con cho đi thì con sẽ nhận lại. Chị có ý như vậy thì cái này là cũng do nữa hai đứa quyết định. Cảm ơn gì. Hay quá, gì nói hay quá. Nói quá hay luôn. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nào, đại quý Khoan. Anh chào em. Yeah. Yeah. Anh, lần đầu tiên gặp em, anh tặng em bó hoa xin thưa. Yeah. Em không làm trợ lý cho. Rồi, anh, từ từ thẳng từ từ. Với anh thì cũng không có gì ngoài cái tấm lòng chân thành. Yeah. Anh mong muốn em đón nhận. Yeah. Cái gì á, Khoan tặng cái gì nói đi Khoan. Dạ. Yeah. Đó là cái gì trong cái hộp đó? Còn cái đồng hồ ạ. Mở mở ra đeo. Đây. Đúng cái này rồi. Đây. Tay trái hay tay phải? Một cặp đó luôn. Bóp cho nó chặt cuộc đời vô. Quá đẹp trời, đẹp rồi. Đẹp không? Quá đẹp luôn rồi. Dạ em tặng đi, em mở ra coi ý nghĩa là gì. Dạ một trái tim ạ. Dạ. Cái này thì em muốn tìm một cái trái tim để mà đi hết cái đoạn đường đời của em á. Nói chung là tặng trái tim là mình nhận đó trái là trái tim cái tình cảm chân thành của em thì dù là chưa biết như thế nào nhưng khi vừa gặp em thì những cái đó thì em cũng đón nhận cái tình cảm chân thành của em. Yeah. Em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh cũng đẹp trai, hiền, thật thà. Anh thì mới gặp em lần đầu. Yeah. Tuy nhiên là anh thấy em cũng rất là đẹp gái, xinh gái, dễ thương. Yeah. Thì đây là một cái tình cảm mà anh muốn đến với chương trình này. Thì cũng mong rằng em cho anh một cơ hội. Dạ. Cái giọng em rất là hay, em biết hát Thuyền và Biển không? Dạ em biết hát ạ. Tại sao không hát cái đó tặng cho riêng người yêu của em? Ơ hay nhỉ? Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mới mong nhường nào. Hát rất hay. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dạn vỡ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dạn vỡ. Nếu từ ra thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố. Hay quá trời ơi. Bây giờ hãy nói gì với Khoan đi. Anh cảm nhận của em sao? Thì em dễ thương. Anh có ngại quen người lớn tuổi không? Anh không có quan trọng về cái thể chất mình hình dung bên ngoài. Nói chung là sao cũng được, nhưng miễn là có tấm lòng hiền lành, chịu khó, biết yêu thương và là lượng vị tha và giàu lòng tình cảm, trung hậu thật thà và dám yêu anh. Hà có dám không? Hà, anh định một câu coi Hà có dám không? Dám, nhưng mà em ngại quen người nhỏ tuổi. Tại vì không, người ta sẽ bỏ mình đó, phụ nữ em thì cũng đúng không? Ngại, dạ. Anh cũng không ngại, anh cũng giới thiệu với em.
Thì bà xã anh là giáo viên, nhưng bà xã anh cũng lớn hơn anh thuộc 2 tuổi. Đó là cái chuyện mà Hà ngại đây không phải là ngại gì, mà ngại là nhỏ hơn sau này bỏ cổ nữa. Hứa gì với Hà? Hứa nói lớn lên cho mọi người. Anh sẽ không bao giờ bỏ em gì đó, hứa đi cho Hà tin đi. Anh sẽ hứa với em trước người lính và tất cả các bạn cùng đến đi khán phòng là anh sẽ yêu thương em và chăm lo và cho các con em để là có mang lại một cuộc sống mà hạnh phúc nhất, đặt cái niềm tin với cha mẹ hai gia đình hai bên cũng như là đồng đội của anh có mặt hôm nay. Em cảm nhận gì anh rất là chân thành. Em cũng không nghĩ là anh lấy vợ là lớn hơn 2 tuổi, thì ở trong miền Nam này hầu như là người ta không thân thích lấy vợ lớn tuổi hơn. Hồi nào vậy? Em cảm nhận như vậy đó. Với lại khoa học người ta chứng minh là phụ nữ thì suy nghĩ trước đàn ông tới 4 tuổi là. Em hỏi chị Dân kìa, kinh nghiệm đó. Hồi nào vậy, tôi đứng kế bên cô là tôi cũng vậy đó. Ừ. Đây tôi còn hơn tới 3 tuổi lần đó hồi nãy. Nếu mà có kết hôn thì em không biết là mình còn khả năng sinh sản hay không, mình cũng không biết. Nhưng mà em mong muốn không? Em cũng mong muốn lắm. Còn đó, làm nhanh nhanh còn đó. Ừ, làm liền. Nếu vậy là làm liền là còn á, đảm bảo luôn. Nếu em có nhu cầu thì khả năng thì anh nghĩ là cái đó nó cũng mang lại cái tình thương yêu và trách nhiệm chia sẻ, nó có cái sự gắn kết trong gia đình, cái tình yêu nó sẽ nảy nở và nó sẽ có cái cầu tiến để chúng mình có được cái chiều dài trong cuộc sống. Anh hy vọng nó sẽ tốt hơn. Bây giờ anh hỏi thật Hà nè, trái tim mình có một chút nào nó rung động, có một cảm tình gì với chú bộ đội này không? Dạ có. Dạ có. Có không? Dạ có. Có là ngon hai rồi. Hai người nắm tay cho thử coi. Chỉ cần có là được tay, rồi. Không có bắt tay. Hai cái tay nắm như không phải hai người nắm xen tay vô vậy nè. Trời, nắm tay tôi cũng chỉ nó chết rồi. Không phải chơi thì chơi cũng bắt. Trời ơi, nắm tay mà chưa biết nó chết rồi. Cảm giác sao hả? Cảm giác. Hả? Vậy cảm giác nó tay anh thì nó lạnh mà tay em thì nóng. À, Hà có tin tưởng chú bộ đội này sẽ làm bờ vai vững chãi đi đỡ đần cho Hà không? Em tin. Bây giờ nè, đâu hai người ôm nhau thử cái coi cho nó ấm áp coi. Ôm chặt vô. Ôm chặt vô Hà, đứng yên nguyên. Đứng yên. Ôm sao tự ôm sao đâu dưới mông vậy? Đó. Ôm chặt vô coi Hà. Em cảm thấy Hà cảm nhận thế nào? Dạ thấy em. Dạ thấy em. Thấy thích không Hà? Thích không? Thích. Rồi vậy là ok là rồi. Thích được rồi. Bây giờ để tay nút bấm đi. Đó, chuẩn bị. Đó. Một. Về một nhà. Hai. Tay về một nhà. Ba. Yeah. Hai cái cặp rồi. Đứng lên. Đó chỉ là thủ tục thôi. Nắm đi nắm, giờ nắm thiệt rồi đó. Đó. Trời ơi, cái đồng hồ cặp cưng quá. Đẹp quá à, cưng á. Rồi. Xin phép gì cho hôn trước mắt thì đây. Lần đầu tiên thì gặp em thì xin phép gì cho con xin được ôm hôn em. Em có đồng ý không? Mấy. Đây, ôm chặt đó. Vô hôn nhờ, ôm chặt hôn vô hôn. Hôn này, hôn má nè. Chặt vô. Quyết liệt, mạnh lên để nguyên. Lại chưa. Bên kia nữa. Hai bên luôn. Hà hung lại. Khoan. Hay ngại không? Có. Ở đây không có gì là phải ngại cả nào. Em không. Đợi nó nào hai ba. Cứ cúi xuống. Trời ơi. Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàn. Im buồn từ xa. Ta người đồng bằng biên tô non sông. Từ nay ra chi anh hào. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn để có thể xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Chương trình cũng chúc các bạn nha, hai người đã tìm ra được một tri kỷ tiềm năng của mình để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên bằng
ứng dụng Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Anh rất sẽ lên đây. Đại quý khoan, nắm tay đồng chí Hà lên đàn. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Chương trình Bóng Hẹn Hò luôn luôn tổ chức những chương trình đặc biệt thế này để chúng ta làm mai làm mối với những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Các cô gái, các chàng trai chúng ta có thể đăng ký tham gia nếu như chúng ta muốn một nửa yêu thương của mình là những sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam, quý vị nhé. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Khi em gặp bạn thì em giỡn hơi ngay à, với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Không, cái này thì chắc mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Dạ, hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng, tại vì em đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Hẹn gặp lại vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.